Mày đưa bà đi, đi. Nhưng mà mẹ con Sua không muốn gặp con. Dạ. Mày cứ đi theo tao, đưa tao đi để tao gặp. Cái bản này. Cái này. Cái này là chúng tôi giải quyết cho đúng với các bạn nhé. Bà đi một mình hả bà? Ừ, bà đi một mình thôi mà. Hôm nay mẹ con của Sua đi đâu rồi? Chả dạ. Nhìn thấy cháu nào ở nhà này. Mẹ con Sua chắc bà không biết đâu nhỉ? Không. Trong một lần say rượu, con lỡ đuổi mẹ con nó đi. Xong rồi sau con đến đón nó không về nữa. Hai vợ chồng mỗi người một nơi bà. Sao con lại làm thế? Mẹ con của nó bây giờ đang ở đâu? Mẹ con của nó hiện tại là đang ở cái lều ở cách đây không xa bà. Thế thì đêm chúng nó ngủ như thế nào nào? Mẹ con của nó thì suốt ngày chịu khó làm ăn, xong là tu trí giúp gia đình. Con thì suốt ngày dịu chè chè, sống thế mà nên là con. Nào, mày đưa bà đi, để đi. Nhưng mà mẹ con Sua không muốn gặp con. Được. Mày cứ đi theo tao, đưa tao đi để được gặp mẹ con nó. Bên này mà. Hai mẹ con nó ở trên này. Yeah. Bà ơi, con hai vợ chồng dẫn nhau nên là con lên với bà lên nhé. Được rồi, thì tao lên tao hỏi mẹ con nó ra sao nào. À. ไปตั้งเพื่อนคือไปขอลายเนาะเพื่อนยื้อเลยแล้วแกหลบกอกหญ้าได้เครื่องลายอ่ะ
Bên này bên tài với thư để tham mấy lúc chẳng khổ này mai rú lên đầu cầu nghe chưa này bố tề mi bán chỉ lâu xong nghe mi xong nghe tép cái mấy lúc hôm nay mà xong nghe cái mấy lúc hết nghe ơn thu tam nay đấy mi đi bày ơn đấy bày ơn lào trẻ túc kia bày á xô lúc vất vả ở đây chụp to xuống ngày giữa chờ cơ bạc lúc bực nữa phải lo nghĩ lại ăn luôn ạ. Thường ba coi chú và kỳ văn chồng nghe ba coi thòn coi cháo thế chồng thế bình hư thế chồng nghe hậu ổn thỏa chồng với mẹ bà cắn chồng cứ cắn hết kín nè lúc nè phải nghĩ lại ăn nè. Ôi cô có chú bà sắc kỳ văn nhắm hư phát phép bà lung tung này này xung quanh hương hờ quang khỏe bay nó là rắn dết nó và bài ngu và hàng khổ hương nó luôn này ăn thì ăn bim cuốn hương khớ bim đai này nó bim đai dâm dạp thế phát phải nắng cô là chú chắc thong tham quan này hư căn phát này mà này lúc phép lúc thằng mà cắp vào lúc tin lá nấu với ấu mà hết phép vào lúc em không đầu cái sai hơn. Cái mẹ trai và bay lục ảnh mà lúc cùng mi tôm hết để vẫn để sang đất chỉ ta đấy mà chưa này ba ma ba bố mi văn nè ba ô anh bim bim hử na mùi tua hó nè ngoan nè ba cơm chưa xin bà chưa xin bà chưa bà ba thằng chị khẩu nào thì thôi hùng khẩu ba các ba chị na ở hồi lúc tin cái này cứ chăng lúc chăng cãi đấy tôi mới chết nó nè ơi mẹ con đói
tướng à. Mẹ xã này là khổ lắm á. Già này trồng thế lo tỏ.
lại già. Đến lớp chưa? Mày con mình bay phát kia nhỉ? Ừ. Học bay phát này hết thuần phép. Hết từ này bay đây ba. Này. Ừ. Hết từ này theo mẹ đẹp phát ăn này bé la. Thằng nó mẹ không có phát buộc rồi lúc mày bay. Xong quá lầm lăng mình ba. Mấy buông buông à. Đấy. Luống á. Ừ. Cái kia hả luống này lá, cái lá chín đây Được con đường chuồn nè, để tí để chị bắt thêm một con cho em nha. Em cầm hồ chị để chị đi bắt con khác, cầm không được để nó bay nha. Rồi trồng hết. Đấy. Thì thế này cái vườn
phát thắng không á. Con ăn lại lên lọ. Đó ơi đó. Ba lên vào đây. Cút. Cút. Thôi, lười. Lười quá. Con giống mẹ, mẹ thương con, thì con giống ba, cả nhà ta hứng dỡ thương nhau, sai ở đó hứng yêu và cười. Nào, cái mồm. Mẹ con đó. Đói à? Tí mình nấu cho, tí mình nấu cho. Nói đếm rồi. Đói lắm rồi. Đấy bây giờ nhiều vào. Nói hai cộng. Hai cộng cộng. Lấy hết.
Chi mi phật phết ông bộ bộ lăn bộ lắc con sóc con việt chi mi chi chập ca lập ốp ha. Thưa anh cha. Nó nào? Nhìn ngon nhỉ. Lên giường đấy. Vâng. Đây. Đây. Con được không? Con phải chút ăn. Ừ, con sắp chút ăn rồi mà. Rồi, được rồi, được. Con gì đây bà? Nào, đưa đây. Ăn là thịt ngon. Rau ngon ngon ngon. Ngon mình cao rồi. Bà nhá. Ừ. Giá khẩu á. Giá khẩu á. Mày cắn nó gì nè. Mày biết cắn nó gì á. Ngon mà. Ngon. Ừ. Khẩu hình cha ngon cái linh á. Quá ngon luôn. Ừ. Mà. Nha. Ừ. Trứng thì to lăng lá. Bây giờ bà không ăn nữa đâu nhé. Đây. Cái là đốt ra. Thế đây. Ở khổ đời mưa nhá. Vứt nút đèn vứt cho mình không. Hãy subscribe cho kênh Thị Sua để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ăn luôn hi ông ngày mai. Ôi, mắt to quá, mắt bé quá. Trời, hình chữ A. Bên đây là tàu hình. Nè, nghe. Bà cũng khát rồi, uống không đi đi ấy khó. Cho mẹ cho bà à? Ở đây. Xin nha. Xin nha. À có một quả. Này. Ngon hả? Ngon ngon má. Mắc non nó. Bố thoải mái, tao bất cần. Thank you.
xin mẹ. Xin bà. Xin mẹ. Mười bốn cây đếm xem nào.
kìa. Cởi cái này ra được một cái rồi. Đây, mình dạy cho. Đằng nào bà tôi ta đại hơn lúc hết kia luôn.
ของล่วงในซะได้เฮ็ดละเบ้อเฮ็ดให้มื้อมื้อยังเลยยังบ่เฮ็ดละเบ้อเฮาลูกไปกินของถามล่วงแน่เฮ็ดละน้าไปนั่งวิเศษเฮ็ดแพทย์แน่ก็ย่างก๋วยเจ้ากันด้วยแน่ลูกสอเฮ็ดของถามล่วงแน่ป้าก็เจ้าเฮ็ดบ่เฮ็ดละเบ้อเฮ็ดละเฮ็ดลูกสอเฮ็ดล่วงของล่วงนี่ป้าก็เฮ็ดลูกสือเฮ็ดของล่วงเฮ็ดบ่เฮ็ดดินกี่มื้อมื้อเฮ็ดดินกี่บ่าบ่เฮ็ดของล่วงไอ้ของล่วงในเฮ็ดแซ่บเพิ่นบอกไอ้จริงแน่ของทำล่วงแน่พูดได้แล้วพูดได้เฮ็ดให้เพิ่นเฮ็ดนะยกซอให้ทองทำหลวงแน่ว่าแม่แหละยายฮัดแท้เลยแล้วก็ไปถือนะเพิ่นเฮ็ดเลยให้ลูกสาวให้ของทำหลวงแน่ช่วยหน่อยเพิ่นเฮ็ดนะเพิ่นเฮ็ดของทำหลวงเฮ็ดแซ่บตัวใดไปลังแน่ดินกูเฮาแห่เฮาปีเฮาซอฮูก้อนนะลูกนะซอฮูก้อนซอฮูก็เฮ็ดเลยคอยบักดากันนะđi về nha. Bây giờ bà đến vào vườn tược các thứ xong rồi các con ở lại xong là chăm chút cho nó để có rau ăn đi nha. Ba về nè, lúc như hươn nè, vườn tược các thứ ba hứa hết xong em nè, xong cái này là chăm sóc tè nè. Ba phải xong ba áo tiền nè, lúc áo tiền ba thử khẩu nha, thử nửa lúc nha. Lúc xó nữa. Ba mới thời gian ba mà liêu. Đây á? Ờ. Nhìn cậu đang làm kén. Ờ, đây là tụ. Lấy túi rau cho mẹ. Mẹ để góc cái kia. Mẹ ơi đâu? Đây bà già. Ở trên đá đấy, lấy về đây cho mẹ. Nè. Nha. Trời mưa rồi ta vào trong nhà đi. Vào trong nhà đi. Lấy lên vào trong nhà. Mưa rồi. Chuồn nè, màu xanh đen đấy, lâu lắm rồi con mới thấy chuồn chuồn màu xanh nhé, cái đầu nào nào nào, ba cái này, nhỉ, thấy cái nó cái tập, bên đang vẽ cái gì đây, con mèo, vẽ con mèo á, vẽ con mèo có bốn chân à, hả? Con mèo à?
chơi nhá. Mẹ đi trồng rau tiếp nhá. Vâng. Em vào từ từ ra chị nhá, chị đang vẽ. Đâu vẽ bàn tay? Bàn tay chị đây. Chị. Sau rồi chị sẽ tạo hình nhá. Đây à? Đây à? Mẹ ơi mẹ mẹ sải rơm để làm gì đấy? Sải rơm để lấy phân phần sau. Đốt đi. Đốt ra. Dạ. Rồi rồi.
một con trên đây rồi. Trời mưa rồi, vào trong nhà đi. Mẹ đâm nước xong mẹ vào nhá. Vâng. Trời trong nhà đây. Mẹ đâm nước xong mẹ vào. Vâng. Mẹ. Trời mưa rồi. Rồi trời mưa, mẹ làm xong nước xong vào. Con vào trong đi. Vào trong nhà đi. Mẹ đâm nước xong mẹ vào. Vâng. Mẹ bảo trời mưa, vào trong nhà không ấy à con? Con phải vào trong nhà ấy chứ, không ốm đấy con. Đi, đi vào trong nhà đi. Con ơi, con biết trồng đây. Trồng theo theo hàng mẹ làm sẵn đây này. Cứ trồng theo hàng này. Một hàng hai cây đây này. Đấy. Cả chiếc này. Sao lắc. Cả này. Mình thấy thôi.
Đi mặc hạt rồi. Cái gì đấy? Đỗ. Hả? Đỗ. Trời mưa rồi, con vào trong nhà đi. Bé. Không ốm nhé. Vào trong nhà đi. Mẹ trồng nước cho mẹ vào đi. Đi đi đi. Mưa quá. Kiki, cẩn thận này. Xuống, 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 xuống. Xuống. Xuống thì chị xuống nè.
vui. Chính quyền về bắt bà ấy đi nhờ. Mẹ dùng mấy cây rau nhé. Các con ướt hết rồi. Đi về nhà thay quần áo đi con, không ốm đấy. Đi. Nào mẹ chồng lại sau. Cây phá hết rồi. Rau bị họ phá hết rồi con ạ. Giờ còn nên rau nữa đâu. Thỏ kia hết cái luống các bà ơi. Lúc thỏ
với chị ở nhà. Mẹ đi lên đây có tí việc nhé. Con với chị ở nhà trong nhà nhé. Chào mẹ nào. Đang gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân. Đây là thông tin của nhiều người dân đã mua đất thổ cư tại dự án. Chị ngồi. Chị đến đây có việc gì? Có việc gì chị muốn trình bày? Hôm nay chị đến có việc muốn nhờ chính quyền giải quyết về vấn đề đất đai của nhà chị. Cô ơi! Dạ! Cái gì đây? Cho đến công việc
ngành gì đấy? Vâng, cháu đại diện là bên chính quyền. Đến là mời cô đi cùng cháu giải quyết đất đai, cháu tranh chấp. Mời cô đi cùng cháu nhé. Vâng. Chị Sua ơi, chị Sua, có nhà không? Có ạ. Ra đây xem nào. Sua, chị Sua, hôm nay chúng tôi đến để theo cái đề nghị của gia đình ấy. Thì cái chỗ vị trí tranh chấp là ở chỗ này đúng không? Có vâng phải không bác nhỉ? Cô nhỉ? Vâng, cái tranh chấp ở đây đúng không? Vâng, vâng. Mình tranh chấp toàn bộ khu này à hay như nào? Chỗ đây chị Sua chị trình bày trước đi. Mình tranh chấp toàn bộ à? Lấy giấy ra ghi chép. Tranh chấp khu cái mấy cái làm mấy cái luống rau này thôi anh ạ. À. Bảo là không được làm rau ở đây ạ. À. Còn cái khu kia em chưa động vào cho nên là bà không có ý kiến gì. Rồi rồi. À. Thế chỗ bà có ý kiến như nào? Cái chỗ này có phải đất của mình không? Có. Thế à? Đất của cô ấy. Bà xem chỉ xem cái chỗ của mình sử dụng như nào. Cái này là cái vườn mới làm đúng không? Vâng, cái này em vừa mới làm cách đây 2-3 ngày thôi. À. Bà ngoại lên hộ làm. Thế cái chỗ đất này bà có được canh tác đến đây canh tác lúc nào không? Có, trước làm thôi nhưng mà trước làm á? Làm. Thế mình có giấy tờ gì để chứng minh không? Không. Không à? Thế để chúng tôi kiểm tra diện tích xung quanh không đối chiếu bản đồ xem nhé. Đi, kiểm tra cái nhỉ? Đây, chúng tôi đo để đối chiếu bản đồ nhá. Bảy mét. Đây, kéo xung quanh làm kiểm tra xung quanh cái vườn này trước. 6 mét. Rồi. 7 mét. Rồi rồi. Xem bản đồ này. Đối chiếu bản đồ thì cái chỗ này ấy có phải của ấy đâu nhỉ? Có phải của bà đâu? Đâu rồi bà đâu rồi? Không phải của bà đâu. Thế sao mình về đây tranh chấp được? Đúng không? Bà không biết mà được làm trước thì bà bảo vào của bà. Thế? Yeah. Thế thì không được rồi. Bà phải có giấy tờ chứng minh đấy nhá. Không có chứng minh thì không đi tranh được đâu. Nha. Vâng. Chúng tôi đã làm biên bản đầy đủ rồi nhá. Thì chỗ chị Sua là tiếp tục sử dụng, chỗ bà là không được đến phá nữa nhá. Mọi người cùng ký vào biên bản, bà ký giúp chúng tôi vào cái biên bản này. Tôi làm thế này, giải quyết thế này, tôi không đồng ý. Cái này là chúng tôi giải quyết theo đúng quy định thôi bà nhá. Thôi, cái này giải quyết thế này tôi không đồng ý đâu. Đấy, bà như thế là không được rồi. Nhá. Thôi. Chị ký giúp chúng tôi biên bản với. Vâng. Xong là nếu mà bà còn đến phá thì tiếp tục báo để chúng tôi đến giải quyết nhé. Vâng ạ. Rồi, chúng tôi xin phép tôi về đây. Vâng ạ, cảm ơn các anh nhiều nhá. Đi. Cảm ơn các anh ạ. Bé đây. Đứng dậy.
nào. Tóc dài quá rồi con nha. Dài quá rồi. Để cắt cho đẹp trai nha. Cắt xong thì nớ mình gội cho nó sạch sẽ nhờ bé nhờ. Không? Dạ. Đẹp trai nha bé nha. Dài khó chịu nhờ. Cho em bị ngã đây. Đây này. Đấy, may quá rành rồi đây này. Đau lắm nhờ con nhờ. Đau không? Bên ơi, con ngồi im mẹ mới cắt được chứ. Lạnh nha. Trời. Trường con phải ngoan nhá. Vâng. Chưa? Dạ. Bé nữa nghe chưa? Ở trường phải nghe lời cô giáo nhá. Đi, gặp đây con nha.
Mày không muốn đi học hả con? Đi học vui mà. Đi học với các bạn vui chứ. Đi. Đi học với các bạn vui chứ. Vì gì mà phải khóc. Rửa tao hả? Rồi, đi. Sao bà lại phát rau của người ta? Sao đất con vào hát rồi, vào hát rồi, chẳng có tình mà hát. Bà trông nó à? Bắt luôn. Đi. Đi lên. Giải đi luôn. Đi đi bò. Thank you.
đấy cũng là một điều mà mình nên cảm ơn họ, bởi vì họ đã cho mình biết được là mình như thế nào. Nhưng mà người thì cũng đều là có hai mặt, và được tất cả mọi người ghi nhận điều đấy, và trong tương lai nữa thì Vân Anh cũng sẽ phải cố gắng để Vân Anh làm. Oh!
lắm mấy chậm lan can. Chợ lan can. Ừ. Gần chỗ Hiển Sơn Hiển ấy. Có. Ngay sát cái hai nhà. Thank you.
tươi một tí.